Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Đây có lẽ là lời khuyên dành cho những người dân hiền lành chất phác nhưng quá đổi tình người. Chỉ vì dăm ba lời đồn thổi, bà đã đầu tư một số tiền khủng vào một tên lăng băm dởm. Hành trình vạch mặt kẻ thần y, mang mát trị bách bệnh ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tin lời quảng cáo chữa khỏi rất nhiều bệnh như u bướu, hạch, bệnh thận, thậm chí có cả bệnh ung thư giai đoạn cuối mà bệnh viện phải bó tay. Nhiều người tìm về làng Hạ, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để gặp thần y Phùng Đắc Chung. Theo luật bất thành văn, bệnh nhân nếu muốn được thầy khám phải đặt số từ trước. Không có số thì dù nhà ở xa, bệnh nặng tới đâu, đội ngũ cò mồi cũng không cho vào gặp thần y. Do không biết trước, nhiều người từ các tỉnh xa đến phải thuê trọ trong những căn phòng nhỏ được xây kế sát dinh thự của thần y 44 tuổi để chờ lấy số. Tại ngôi biệt thự mà ông Võ Văn Chung, người mệnh danh là thần y, dùng làm nơi hành nghề khám bệnh, bốc thuốc, cứu người có dòng chữ. Muốn được khám bệnh thì liên hệ số điện thoại 0974-1033-XX, 0166-6822-XX. Chỉ gọi từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, khóa máy là hết số. Qua tìm hiểu, chỉ khi nào bệnh nhân đã qua cửa cò mồi thì mới có cơ hội diện kiến thần y. Và dù có đông khách đến mấy, người đàn ông này cũng chỉ tiếp bệnh nhân tới 11 giờ hàng ngày. Vào ngày 5 tháng 4, có rất đông người dân đi lại quanh cổng nhà thần y để tìm cách vào diện kiến. Khi có người đến mà không đặt lịch hẹn trước, một người phụ nữ tên Mộc, nhà cạnh biệt thự của ông Chung, bảo về đi rồi lấy số điện thoại của bà mà đặt lịch trước, hôm sau đến khám. Một số người khác đứng bên liên tục thổi tài nghệ của thần y lên tận trời xanh với những bài thuốc chữa bách bệnh kỳ diệu. Ông Nguyễn Văn Hải, 67 tuổi, quê Yên Bái, lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt khi phải chờ tới lượt. Ông bảo, bị u vòm họng nhiều năm nay và đây là lần thứ ba đến đây lấy thuốc. Khi được hỏi về cách bắt bệnh của thần y Chung, ông Hải bảo rằng, đau chỗ nào, u ở đâu, thầy sẽ sờ nắng ở đó. Tôi uống mãi có khỏi đâu, nhưng uống vào thấy nó mát, dịu cơn đau, nên cứ theo thôi. Nói chung là còn nước, còn tát. Ông Hải rầu rĩ nói, không chỉ riêng ông Hải mà rất nhiều bệnh nhân dù không biết thực hư biệt tài chữa bệnh của ông Chung thế nào, nhưng vì qua lời đồn thổi và xuất phát từ tâm lý có bệnh vái tứ phương nên chấp nhận đến đây trao số phận cho thần y. Hệ thống an ninh quanh khu vực nhà thần y được tổ chức rất chặt chẽ. Từ ngoài cổng vào trong nhà đều được gắn camera. 4-5 cò mồi ngồi theo dõi nhất cử nhất động của người nhà bệnh nhân. Phía trên nhà, một người phụ nữ, vợ của thần y Chung, cầm những túi ni lông màu đen bọc kín. Nhiều bệnh nhân chưa hiểu quy định nên đặt ra những câu hỏi nhưng không được trả lời. Tại cơ sở thăm khám của vị thần y này có quá nhiều điều khiến ai đến lần đầu cũng ngỡ ngàng. Từ bãi trong giữ xe, đăng ký đặt lịch vào số điện thoại của cò đến các dịch vụ ăn uống, ngủ trọ lại để được thần y thăm khám vào ngày hôm sau. Theo tìm hiểu, những người dân sống xung quanh nhà thầy lang này đều chịu sự chi phối của ông Chung. Những nhà bên cạnh mỗi ngày được chia 5 số điện thoại, tương đương với 5 bệnh nhân đăng ký. Đến ngày hôm sau, những bệnh nhân này phải nộp cho cò 50.000 đồng. Ngay tại nhà thần y cũng có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi để phục vụ bệnh nhân đến từ các tỉnh xa. Sau khi vượt qua các cửa ải, người dân mới được vào khám và chứng kiến cách hành nghề của thần y Chung. Ông Chung ngồi trong một căn phòng đóng cửa then cài, mặc luôn bịt khẩu trang kín mít. Những người đến khám bệnh được xếp theo số thứ tự. Ai được đọc tên sẽ được bảo vệ dẫn vào để thần y bắt mạch, khám bệnh. Điều ngạc nhiên, bệnh nhân dù có mắc nhiều bệnh khác nhau nhưng đều được đắp một miếng thuốc lên cổ, nhìn giống miếng cao dán. Theo đám cò mồi thì những miếng dán đó là miếng dán thần chữa bách bệnh, dù đau nhất đến mấy cũng sẽ khỏi. Khi khám bệnh, thần y không nói năng gì, chỉ sờ tay, bắt mạch. Sau đó người này ghi những hàng chữ rất nhỏ vào mảnh giấy đã được chuẩn bị sẵn. Bệnh nhân được thăm khám xong, mang mảnh giấy đưa cho vợ thần y và khi ra sẽ được cấp một bọc thuốc màu đen. Người nhà bệnh nhân cho biết, bên trong bọc màu đen là các túi thuốc nam có trọng lượng 3-4kg, giá từ 400.000 đến 500.000 đồng. Theo tìm hiểu của báo chí, rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư cũng tìm đến nhà thần y Chung để cậy nhờ. Có ngày, cả chục ô tô chở người bệnh từ xa về đây. Bản thân nhiều người dân sống cạnh nhà ông Chung cũng không thể lý giải vì sao nhiều bệnh nhân lại tìm đến đây thăm khám. Ngày trước, bố của ông Chung chỉ là một thầy lang chữa bệnh hạch, sau đó truyền lại nghề cho ông Chung. Cũng chưa từng nghe thấy ai từng được ông Chung chữa khỏi bệnh ung thư cả. Một người dân sống cạnh nhà thần y cho biết. Trưởng thôn làng Hạ, xã Hợp Thịnh cũng cho biết, ông Chung không có bằng cấp, không học hành gì,
chỉ đi theo bố học bốc thuốc. Điều đặc biệt, ông Chung không bao giờ lưu giữ bệnh nhân mà chỉ khám rồi cho thuốc mang về nhà. Một số người ở địa phương bị bệnh ung thư cũng từng đến nhờ ông Chung chữa nhưng không khỏi bệnh. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc khẳng định, ông Phùng Đắc Chung không có giấy phép hành nghề y. Theo nghiên cứu của Sở Y tế, bài thuốc của ông Chung không có gì đặc biệt, chỉ là những lá thuốc nam bình thường. Không hiểu từ đâu, do ai đồn thổi mà người dân ở khắp nơi kéo về đây chữa bệnh. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay, xã đã nhiều lần phối hợp với đoàn thanh tra Sở Y tế xuống kiểm tra, xử phạt hành chính. Thế nhưng cứ sau một thời gian lại tái diễn, ông Đạo nói. Tiếp theo là vụ việc một thầy bói dởm đã dùng thuật làm chết người. Chi tiết ra sao, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Toài, sinh năm 1942, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh, Châu Phú, An Giang, về hành vi hành nghề mê tín dị đoan dẫn đến chết người. Đây là thầy lang giảm, nhưng một số người dân vùng nông thôn lại tin tưởng một cách mù quáng, thậm chí mang cả mạng sống của người thân ra đánh đổi. Anh Nguyễn Văn Ngỗn, sinh năm 1967, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, Châu Phú, được bệnh viện chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, gây biến chứng bại liệt từ tháng 2 năm 2013. Tuy nhiên, vợ anh là chị Nguyễn Thị Lệ Hà vẫn cho rằng anh Ngỗn bị ma quỷ nhập vào người, chỉ vì thấy anh Ngỗn ăn uống bất thường và hay kêu la khi đau nhức. Bình thường, anh Ngỗn ăn rất ít, chỉ húp nước cháo loãng, còn ban đêm thì than đói, đòi nấu mì gói hay ăn bánh. Có lần anh Ngỗn lên cơn mệt, tưởng đã không qua khỏi, nhưng sau đó tỉnh dậy càng làm cho chị Hà thêm nghi ngờ. Quá lo lắng, chị Hà đi xem bói khắp nơi và các thầy đều phán anh Ngỗn bị tà ma nhập vào. Nghe tin đồn ông Toài có biệt tài trị tà ma, nên khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 8, chị mời Toài về chữa trị cho anh Ngỗn. Sau khi đến nhà, Toài nói với gia đình anh Ngỗn đã chết lâu rồi, còn xác thì hiện bị ma tà nhập, cần phải trục xuất ngay. Nếu gia đình đồng ý thì Toài sẽ ra tay trục xuất con ma trong người anh Ngỗng ra, nhưng cũng đồng nghĩa là anh Ngỗng sẽ chết cùng với con ma đó. Chứ nếu không, để con ma này sống, nó sẽ đi phá làng phá xóm, nhập vào người này, người kia gây ra tai họa. Gia đình phải mua tấm nhựa cao su để quấn xác của anh Ngỗng lại, vì khi con ma xuất ra khỏi người anh Ngỗng là xác anh sẽ thối rữa ngay. Nghe thầy lang Toài phán cầu chắc nịch, chị Hà gật đầu ngay, liền chạy đi mua thêm tiêu tỏi về cho thầy lang làm phép. Đầu tiên, anh Toài cho anh Ngỗng uống loại thuốc do Toài tự pha chế, gồm nước chanh, cây quỷ kiến sầu, cây cà ranh đã đốt thành than, rồi lượt lấy nước trong để dành chữa bệnh. Sau đó, Toài lấy mền trùm kín anh Ngỗng lại, rồi dùng cây quỷ kiến sầu, cây cà ranh thái lát mỏng đã phơi khô mang theo trong người, kết hợp cùng với tiêu tỏi, cho vào cái thau nhôm, rồi đốt than lên, cho vào trong mền để xông khói anh Ngỗng. Sợ khói bay ra ngoài, Toài kêu người nhà anh Ngỗng đè xung quanh cho chặt và đến khoảng 1 giờ sau, thấy anh Ngỗng không phản ứng gì, Toài đến bắt mạch, cho gia đình biết anh Ngỗng đã chết và nhanh chóng ra về. Em gái của anh Ngỗng phát hiện, liền giữ Toài lại và báo công an. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và tiến hành giám định pháp y, kết quả cho thấy nạn nhân tử vong là do ngạt khói. Tại cơ quan công an, ông Toài khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhưng vẫn ngoan cố cho biết, tôi trừ tà ma là để cứu người, dù biết việc làm này là sai trái, không được pháp luật thừa nhận. Thế nhưng, tôi đã làm nghề thầy lang này hơn 12 năm rồi và tự bào chế các loại cây thuốc nam cho bệnh nhân uống. Bình thường tôi chỉ múa lửa, cầm cây rọi, hô xung quanh người bệnh nhân xem ma trốn ở đâu rồi bắt. Ít khi tôi trị bệnh nặng giống anh Ngỗng lắm. Mà việc chết người là tôi đã thông báo trước cho gia đình rồi. Nếu tôi diệt mấy con ma xong là anh Ngỗng phải chết. Tôi biết chuyện này mà chính quyền biết là tôi phải ở tù như chơi vì vi phạm pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Phú cho biết, mê tín dị đoan đã cướp đi quyền được sống quý giá của một con người. Mọi người cần lưu ý, nếu bản thân hoặc người nhà bị bệnh thì nên đưa đến cơ sở y tế điều trị bệnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn những người lợi dụng mê tín dị đoan để hành nghề chữa bệnh thì nên từ bỏ vì đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!